Sáng nay ngày 12 tháng 6, 93.363 học sinh Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Là những học sinh 2 năm liền phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi với tâm thế không khỏi lo lắng áp lực. Tuy nhiên sau khi hoàn thành hai môn thi là ngoại ngữ và ngữ văn thì tâm lý của các em có vẻ thoải mái hơn do đề thi được đánh giá là vừa sức với thí sinh, bám sát kiến thức cơ bản. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời Hà Nội đổ mưa to kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập. Nhiều phụ huynh và học sinh đến điểm thi sớm để chủ động thời gian. Do giảm thời gian làm bài nên số câu hỏi ở từng phần trong cấu trúc đề thi năm nay cũng giảm. Đề thi môn tiếng Anh được đánh giá là rất dễ, không khó để đạt điểm 10, trong khi đề môn ngữ văn được cho là quen thuộc, không sáng tạo. Em cảm thấy khá là vui khi đã kết thúc được hai môn thi và đề thi năm nay cũng khá là bình thường, không quá khó. Tiếng Anh thì chắc là tầm 9 đến 10, còn văn thì là tầm 7 đến 8. Đề văn thì đúng như ý em đoán luôn, còn tiếng Anh thì em thấy cũng khá là dễ nên là em cảm thấy là kỳ thi này em làm khá tốt ạ. Lúc đầu thì kiểu hơi lo lắng một tí nhưng mà sau khi làm bài thi văn xong thì cảm thấy tâm trạng hứng khởi và làm bài thi Anh rất là tốt ạ. Mặc dù vậy, trong ngày đầu tiên Hà Nội có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại di động. Trong số 269 thí sinh vắng mặt có 38 trường hợp không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó một em diện F0, 20 em F1, 7 em diện F2 và 10 em thuộc diện trong vùng phong tỏa. Sáng mai, học sinh tiếp tục thi 2 môn toán và lịch sử, hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.